Welcome. Hello and welcome in the name. And welcome. Okay. Hello and welcome. Mm-hmm. Okay. Yeah. What do you often say when you meet a new friends? When you meet friends and okay, what do you often say when you meet friends? Meet friend cái gì gặp bạn bè là tức là khi mà bạn gặp bạn bè thì bạn sẽ thường nói gì nhỉ? Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. How are you? Yes. Thank you. Anything else? How to say hello to bạn? Okay. Yes. Now. Today we will learn on how to say hello and how do you often say with a new person or when you meet friends. Okay. Okay, this is some informal situation. You look at this and read all it for me. Informal situation. Đây là một vài hello. Đây là một vài cái tình huống cơ bản khi mà mình nói khi mình gặp một người mới hoặc là một người bạn. Okay. Now, yeah. Anh một vài cái này. Hello. Hi. Hi. Morning. Hello. Hi there. Afternoon. Hi guys. Good evening. How's life? How life? Greeting. What's up? Sup? Okay. That is the informal situation. Yes, we often say hi, hello, how's this going? Hi, hello. What's up? What's up? Yes. Yeah. Okay. Đó là một vài các cái tình huống tiêu biểu trong cái việc mà khi mình chào một người đó. How to say hello? Good evening. Yeah. Good afternoon. Okay. Good morning. Okay. Good morning. Good night. Evening. Yes. Okay, and now when you want to ask them something, what do you often say? Câu hỏi. How's it going? It's good to see you. It good to see you. See you. Hey, see you. Okay. See you. Hey, how are you doing? How have you been? How have you been? Okay. How's this going? Okay, you can see. In the normal situation, in the real conversation, everybody often say, what's up and how's this going? It means how are you? How do you feel? Trong cái cuộc gọi điện thoại hàng ngày á, thì người ta rất hay dùng cái từ how's this going? Và cái từ cái câu what's up. Người ta không gọi là how are you đâu. Yeah. Ít khi hỏi người ta, nếu mà thân mật rồi người ta hay hỏi là what's up hay là how's this going. What's up? Thế nào được đâu. Okay, what's up, how's this going? Okay, yeah. How have you been and how was your life? Okay. And okay, and the next. I did. Mm-hmm. What? Good to meet you. It's nice to meet you. I'm pleased to meet you. It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. 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 It's a pleasure to meet you. Okay. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Mm-hmm. It's a pleasure to meet you. Cool. Keep moving. It's pleasure. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Tạm biệt. Good to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Cái gì? Cũng kiểu gặp lại bạn. Rất vui gặp bạn. Rất vui gặp bạn. Yes. Này thì mình chỉ cũng na ná. Đúng rồi. Lại thêm câu ít rồi. Nice to meet you. Good to meet you. Yeah.
pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Yes, to meet you. It's a pleasure to meet you. Please to meet you. Yes, okay. Yeah. Okay. Okay. Now, in the next part, we will learn how to say goodbye. How to say goodbye. Yes, you want to say goodbye. What do you often say when you want to say goodbye? Goodbye, good night. See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. I don't see you soon. See you again. See you again. See you soon. Yeah. See you soon. Okay. See you on tomorrow. Soon. Good luck. Bye. See you on tomorrow. So. See you later. See you later. See you later. Catch you later. Yeah. Okay. Now look at this. This is some informal situation when you want to say goodbye. Look at this and read it again. Bye. So long. Ciao. 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 Cái từ tiếp theo ở bên này là fail. Cái này không biết phiên âm. Thế nào? Từ thứ ba, từ bye. Peace. Okay. Peace. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. See you around. See ya. See you later. See ya. See you later. See ya. See you later. Catch you later. Talk to you later. Talk to you later. Anh bắt đầu còn đâu? Okay. Yes. That's all. Okay. That's all. When you want to say goodbye, you can say ciao. You can say goodbye. Ciao. Ciao. Bye bye. Talk to good night. Catch you later. Talk to you later. Nói chuyện với bạn sau nhé. Catch you later. Catch you bạn sau. Okay. Hẹn gặp lại bạn sau. See you around. Okay. Yes. The next part. Chào ngày mới. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Nice. Have a nice day. Have a nice day. Okay. Yeah. Have a good day. Yes. Have a good day. Good day. Have a good vacation. Have a good weekend. Weekend. I look forward to our next meeting. Yes. It's nice to see you again. Okay. It's nice to see you. Have a good day. It's nice to see you again. Have a good day. Have a nice day. Have a good trip. Have a good vacation. Yeah. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Cuối tuần và chúc bạn có buổi gặp tiếp theo của chúng tôi nhé. Đi du lịch vui vẻ nhé. Tôi đang rất mong muốn đến cái buổi gặp gỡ kế tiếp. I'm looking forward to our next meeting. Yeah. Mong muốn. To see you again. Rất vui gặp lại bạn. Okay. Yeah. Okay. Rồi. Now. Okay, in the next part, we will make a small talk. I am a new friend. Okay, we will make a small talk and chat a little bit together. Okay. Bây giờ anh sẽ làm một cái bản hội thoại nhỏ nói về cái sự thể hiện những gì anh nói với em trong cái lần gặp đầu tiên. Ví dụ như em là một người bạn mới hay là một cái người bạn ngoài, anh sẽ nói gì trong lâu ngày không gặp hay gì gì đó. Xong rồi mình sẽ sử dụng những cái từ mình đã đi học. Ok. Yeah. Ok, here we go. Hello. Đúng. Hello. Hello. Hello, Dũng.
Yes, hi. Hi. What's up? Yes. Hi, Mr. Chung. Yes, I'm fine. Yeah. And today I'm so busy and I don't have the time to talk with you. And now I'm so happy to meet you. Okay, how are you? How's this going? I'm fine. I'm fine. How's you doing? How are you doing? Có không phải không đúng cái cảnh này. Đó, không? Sao gì này? Anh có hỏi What do you do? What do you do? Yes. Now I am make I'm create my own business about the comment stick and I'm doing my own business with some friends from the university. Okay, it's really good. And do you care about that? I will share with you something about my business, and maybe you can give me some advice. And okay, maybe it's where we will attend with me. Okay. Please slowly. Okay. Yes. I have created my own business. Tức là tôi đang có một cái dự định, tôi đang có một kinh doanh. Kinh doanh về. Về cosmetic, tức là về mỹ phẩm. Okay. Mỹ phẩm. Okay. I'm doing my business with my friends. University. Với bạn bè. Yeah. Tôi đang có cái công việc kinh doanh này cùng với bạn bè của tôi. I'm so happy to share with you. Tôi rất vui chia sẻ điều này với bạn. Và maybe you can cooperate with me, tức là có thể hợp tác cùng tôi, and be a partner with me, tức là trở thành một đối tác. Như vậy. Yeah. I think you business now. Is you? What is you? No business with your friend. okay, nó nói như thế nào? Tức là bây giờ là đừng làm việc, đừng kinh doanh với cả bạn bè hả? Đúng rồi. Nếu bạn thân thì hãng kinh doanh. Okay, bây giờ nó có thể nói là I think you don't. Okay, you shouldn't cooperate with the with your friends, because if they are the best friend, it's okay. But it's done. You don't need to. Okay, you shouldn't. But không nên. You shouldn't. Should not. Okay, mình không nên. Không nên hợp tác cùng với cả những người bạn của mình nhá. Nếu mà nó là bạn thân thì ok, nhưng mà nếu không thì shouldn't. Okay. Yeah. Okay, rồi. Yes, that's so funny. And we can just make a small talk about the okay, the conversation between you and me. Một cái cuộc hội thoại ngắn giữa em và anh, để ví dụ như khi mình gặp một cái người nào đó mà lâu ngày mình không gặp ấy, thì mình sẽ hỏi họ về cái gì. What are you doing and how is going? How was your life? Bạn là thế nào? Bạn đang làm gì? Bạn có khỏe không? Cuộc sống gia đình của bạn như thế nào? Hay là bạn có gì mới không? Ví dụ như vậy. Bố mẹ của bạn có phải thì hay hỏi như nào? Okay, how are your parents? How are your parents? Bố mẹ bạn giờ này thế nào? How is your parents? How is your parent? How is your parent? Okay. Yeah. How is your father? How is your mother? How are your parents? And yeah. À, đúng rồi, bố mẹ bạn thế nào thì thế thôi là được. Đúng rồi, thì thế thôi. How is your parent? Yeah.
đơn giản lại còn khó ghép thì không biết là thế nào. Đơn giản thì vậy thôi, mình cứ nghĩ mọi thứ đơn giản thôi, nó sẽ đơn giản. Nhìn chữ thì có mình dịch được mà mình nói ra lại không nói được. Bởi vì mình ít dùng nên là mình không có dùng nên là mình có ít có cái nói. Ok, yeah. Rồi. Now, I will turn on the video here. Hello. Hello. My name is Nancy. My name is Nancy. What's your name? What's your name? Name. Hello. Hello. I'm a teacher. I'm a teacher. Teacher. What do you do? What does you do? Does you do? Hello. Hello. I like coffee. I like coffee. What do you like doing? What does you like doing? Okay. Now, okay, I want you to look at the transcript here. What do you like doing? Now, this is the short video and talk about their personal information. Yes, you can read it again. Vừa rồi là một cái đoạn hội thoại nó rất ngắn, nói đơn giản và thoại về cái phần thông tin cá nhân thôi. Ok, nào, từ đây em mới đọc lại qua một vài cái mẫu câu đơn giản. The form. Hello, my name is Nancy. What's your name? Hello, I'm teacher. What do you do? Hello, I like golfing. What do you like doing? Okay. What do you like doing? Mm-hmm. Okay, now. Okay, in the next part, I will ask you a lot of questions about you. Okay. I will ask something about you. Mm-hmm. Now, what's your name? My name is Đoàn. Okay. Does your name have a special meaning? I think it's my name something meaning because I am my birthday twenty six on March. March. Okay, then think of March 26 tháng 3. Yeah. Yes. Day special. Mm-hmm. Yeah, it's okay. Yeah. Uh-huh. Yes, it's special. Special day. Yeah. Okay, I'm sorry. What is the day? không biết ngày thành lập đoàn nó nói như thế nào. I don't know. How to say about the just 26 of March. 26 of March. Em nhớ chứ là em đang quá ngày đấy là ngày gì. Okay, thành lập đoàn. Okay, I will. Yes. Mm-hmm. Okay, now, and what is your job now? What is your job now? Now I am I have a company. Mm-hmm. Now you are. I am business. Okay. A businessman. Man. Tôi không ngờ mình tự kinh doanh thì là nói gì nhỉ? Tự kinh doanh là I am an entrepreneur. Do you know entrepreneur? Entrepreneur. Ồ, từ này có người không biết. Entrepreneur. Bình thường ấy thì người ta hay ở Việt Nam thì nó chưa có rộng rãi cái từ entrepreneur. Nhưng mà ở bên nước ngoài á là họ dùng cái từ entrepreneur rất nhiều này. Entrepreneur. Entrepreneur nó là người doanh chủ. Doanh chủ ở Việt Nam. Doanh chủ.
Việt Nam mình vẫn hay dùng từ doanh nhân, nhưng mà bên nước ngoài họ dùng từ doanh chủ rất nhiều. Bởi sao? Yeah. Vì họ có những công việc kinh doanh mà họ không cần phải họ không cần phải mở công ty, họ không cần phải mở một cái công ty thuê nhân công gì cả, nhưng mà họ vẫn là một cái người làm chủ công việc kinh doanh của họ. Yes. Đó. Yeah. Doanh nhân là cái người kinh doanh, còn nó doanh chủ là cái người làm chủ công việc kinh doanh của mình. Yeah. Anh biết tại sao không? Anh biết tại sao không? Bởi vì có những cái công việc kinh doanh mà mình làm nô lệ cho nó cả đời. Biết tại sao mà làm nô lệ không? Bởi vì mình phụ thuộc nó. Bởi vì nếu không mở kinh doanh đấy ra thì mình không có bận bịu. Nhưng mà nếu mình mở công việc kinh doanh nó ra thì mình bận bịu từ sáng đến đêm luôn, chứ không phải tối. À đúng rồi. Đó, thế nên là em mới nói là entrepreneur ở bên nước ngoài nó dùng rất nhiều, còn ở Việt Nam mình chỉ dùng doanh nhân. Doanh nhân là những người cứ mở cái gì đó là gọi là doanh nhân. Nhưng mà doanh chủ của nó có ý nghĩa rộng hơn, là nó làm chủ công việc kinh doanh của mình, nó kiểm soát được thời gian. Bình thường một ngày đi làm 8 tiếng, nhưng mà khi mà mở một cái nhóm kinh doanh ra thì làm đến có khi 15-20 tiếng một ngày. Yes. Đó, thì là người làm chủ. Đấy không phải làm chủ mà gọi là làm nô lệ của công ty kinh doanh của mình. Yes. Bởi vì nói chung nước ngoài cũng có những cái từ ngữ nhiều khi mình không có hiểu hỏi nó nhiều. Đúng rồi. Có những cái từ mà có những từ rất chi là mới, như cái từ entrepreneur này là nó rất chi là mới. Entrepreneur. Còn đâu ví dụ như bình thường mình chỉ hay dùng businessman, businesswoman, businessman, people, như vậy thôi. Kinh doanh thì kinh doanh thật, nhưng mà kinh doanh thì phải làm chủ nó, chứ đừng để nó làm chủ mình. Ok. Yes. Okay, my company supplier chat and publication for ships. Shipping. Yeah. Shipping. Transporting. Chuyển hàng. No. Supply chat map, CSC map. CMAP hỗ trợ đúng không? Hay là... Không. Map là như kiểu bản đồ ấy, bản đồ. Map. Vẫn gọi đó là chart. Chart. C-H-A-R-T đúng không? Yeah, chart. Không, thì cái này nó là biểu đồ nó khác. Bản đồ biểu nó đồ khác. Đấy. Biểu đồ nó là cái bản đồ ở trên biển, như gọi là hải đồ nó hay gọi là chart. Okay. Yeah. Uh-huh. Đấy. Okay, I know. And, bản đồ biển. Bản đồ biển đọc theo tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Okay, sea map, đọc cho dễ hiểu. Sea map. Yeah. Okay. Alright. Alright. And pen, marine pen. Pen. Marine pen. Pen. P A I N I N P. Vé hả? Tô vé. Sơn đấy. Marine pen. Không, sơn thì phải dùng từ khác nha. Sơn được nào? Tức là của anh là về làm cái gì về sơn thôi chứ, về cái gì sơn? Sơn tàu, sơn công nghiệp. Sơn Insurance, à cái gì? Paint đúng không? Sơn tàu biển. Nhưng mà dùng từ industrial paint, sơn công nghiệp, industrial. Sơn công nghiệp, industrial paint. Yes. Yeah. Okay, yes. And do you like your job now? I would like job now. Okay. Yeah. You like your job now. Okay. I very like business. Okay. And do you have free time every day? Yeah. Okay. Do you have a free time every day? Thi thoảng sometimes I have
free time. Yes, okay. And what do you often do in your free time? I am going to meet my friend mm-hmm. and go to play ping pong, table tennis. Yes, okay. Yeah. Yes, you play table tennis and hang with your friends. Okay. Come back to your hometown. Come back to the hometown. And visit your grandparents. Yeah. Bố mẹ. Okay. Cảm ơn bà. Okay. Yeah. Okay, yes, I think it's enough for today. Do you have any question for this lesson? Yeah. Bài hôm nay cũng chỉ có đến đây thôi. Okay, do you have any question? Anh có câu hỏi gì cho bài ngày hôm nay không? Chung là hôm nay chắc là học chỉ học về cái chào hỏi. Hỏi thăm rồi chào hỏi, hỏi công việc nhau. Cái này chắc là về lại nhiều cho nó quen. Đúng rồi. Điện bà biết. Yes. Cái đơn giản này. Yeah, yeah. Goodbye, my teacher. Okay, yes. Nhớ làm luyện tập. Yes. Học xong luyện tập. Yeah. Okay, goodbye, see you. Hey, lắm rồi. Mấy bạn hot girl nữa. Goodbye. Okay, goodbye.